Chào cả nhà, hôm nay quay lại với kênh Nhạc Cảnh Đẹp. Nhạc Cảnh Đẹp hôm nay lại nhớ tới cả nhà và muốn chia sẻ với cả nhà một video rất hay, rất mới và rất lạ và rất hữu ích. Cả nhà thấy hay thì cứ mạnh tay like cho Nhạc Cảnh Đẹp một cái và chia sẻ, đăng ký, nhớ nhấn vào chuông kêu để Nhạc Cảnh Đẹp ra những video tiếp theo để cả nhà đều biết. Hôm nay tiêu đề video là làm nút nhấn đăng ký kênh để tạo ra một cái nút nhấn đăng ký kênh rất đơn giản, ai cũng làm được. Nay Nhạc Cảnh Đẹp muốn chia sẻ để cả nhà cùng biết về cách làm nút đăng ký kênh trên YouTube. Cả nhà hãy nhìn lên màn hình. Cả nhà vào Keymaster. Cả nhà lấy ô 169 rồi vào nền của Keymaster. Cả nhà vào nền của Keymaster. Cả nhà nhớ lấy nền xanh. Cả nhà nhớ lấy nền xanh và đồng thời kéo ra độ khoảng 10 giây đến 12 giây. Kéo cái nền xanh này ra đến 10 đến 12 giây là đủ một cái nút đăng ký. Cả nhà lấy một cái nền xanh lá cây để đổi nền xanh lá cây. Đấy, bây giờ ta đổi sang nền xanh lá cây rồi thì cả nhà tiếp tục vào lớp. Cả nhà vào lớp để lấy cái ảnh avatar của kênh. Để lấy cái ảnh avatar của kênh. Cả nhà lấy cái ảnh avatar của kênh. Bây giờ cái ảnh avatar của kênh nó thế này thì cả nhà nhấp vào chữ trồng tròn để thu nhỏ lấy nguyên hình tròn của avatar của kênh. Bây giờ cả nhà nhấp vào dấu chuyển đổi. Cả nhà sẽ nhấp vào dấu chuyển đổi để lấy hình tròn. Bây giờ đã được hình tròn rồi, ta đưa cái hình tròn ảnh avatar cho nó sát vào cái phía bên trái của điện thoại. Đấy, sát vào đây. Và đồng thời tiếp tục vào T văn bản để viết chữ. T văn bản để viết chữ YouTube. Để viết chữ YouTube. Để viết chữ YouTube, ta kéo chữ YouTube. Đây, bây giờ ta mở rộng nó ra và đổi phông chữ. Ta đổi phông chữ. Đấy, ta đổi phông chữ. Ta lấy màu chữ màu đỏ. Và đồng thời bây giờ ta chuyển lấy bóng trắng để cho nó nổi chữ YouTube lên. Để cho nó nổi chữ YouTube lên. Đấy, ta sắp xếp thế nào cho nó tương ứng với đường tròn của ảnh bata. Và đồng thời vào chữ T tiếp và viết tên kênh. Nhạc Cảnh Đẹp, viết tên Nhạc Cảnh Đẹp là tên kênh và lấy nền phông chữ. Đấy, ta làm nền đỏ. Ta lấy nền đỏ của làm là chữ. Tiếp tục ta lấy bóng trắng để cho nó nổi. Đấy, bây giờ ta lấy bóng trắng để cho nó nổi. Ta kéo cái hình avatar cho nó to thêm một chút để cho nó dễ. Đồng thời ta tiếp tục điều chỉnh lại chữ YouTube và chữ kênh, tên kênh. Thấy hợp lý rồi thì dừng lại. Bây giờ kéo dài cho cái bảng cái hình nền. Đây, ta chỉnh sửa cho nó đều. Đây. Đồng thời ta lấy nút đăng ký để chuyển vào hình này. Đây, tiếp tục chuyển vào. Ta thu nhỏ và tương xứng để núp cho cái tầm với thời gian mà để gần hết cái video.
của nút đăng ký kênh. Bây giờ ta thu nhỏ, ta vào trồng trọt, ta thu nhỏ lại. Ta vào trồng trọt, ta thu nhỏ. Bây giờ ta thử xem như thế nào, ta kéo rộng ra. Đấy, ta kéo rộng ra một tí. Đấy, bây giờ thử xem nào, có hợp lý không? Đấy, thế là rất hợp lý. Vậy ta thử lại lần nữa xem sao. Thử lại lần nữa xem sao. Đấy, thế là rất hợp lý rồi. Đấy. Thế là rất ổn. Bây giờ cả nhà chuẩn bị xuất video. Ta chỉ xuất 540 cho nó nhanh. Đấy, xuất video. Bây giờ chạy thử cái nút đăng ký kênh xem sao, xem có thấy hợp lý không. Đấy, thế là tạm ổn rồi.